Vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review loa của Phương Nam Sài Gòn. Thì trước mắt anh chị là hai dòng loa BN3300, mức giá là 33 triệu nha mọi người, trọn bộ. Thì loa này là có kích thước rất là lớn nha mọi người. Bây giờ em sẽ nói qua về phần kích thước để anh chị và các bạn cùng hình dung nha mọi người. Thì bề ngang của nó là 1m35 nha mọi người, còn chiều sâu là 60. Còn chiều cao là luôn bánh xe là 1m, ở trên là một cặp loa full 30 nha mọi người. Trọng lượng nguyên bộ này nó gần 200 kg. Rồi thì nếu mà cô chú như ở nhà anh chị không có thước để đo thì em hình dung này. Ví dụ như một găng tay này là sẽ là 20 cm cho mọi người nha mọi người. Tùy theo, có người thì nó sẽ là 20 mấy cm, còn có người là 20 cm, nhưng vẫn trung bình vẫn là 20 cm nha mọi người. Rồi để em đo và anh chị có thể hình dung ở nhà. Nếu mà anh chị cần đặt mua thì anh chị có thể hình dung nha mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Đó, còn phần còn lại là gần đầy, gần gần đủ 7 găng tay mọi người, là sẽ nó 1m35, còn chiều sâu là 60, là 3 găng tay nha mọi người. Đó. Rồi. Và bây giờ em sẽ đi vào phần test chất âm của dòng loa này thôi, để mà bàn giao cho những anh chị đã ủng hộ cho bên em. Thì dòng loa này là của anh trai ở Hải Dương, còn ở đây là của chị gái ở Nam Định đã ủng hộ cho bên em. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành test chất âm trước khi mà bàn giao thôi nha mọi người. Thì hai anh chị này là ở khu vực miền Bắc, cho nên là bên em sẽ gửi qua bên dịch vụ vận chuyển và bên nhân viên vận chuyển sẽ gửi tới nhà cho anh chị. Rồi, và dòng loa này thì bên em không đi quay thực tế, cho nên là không có video để quay bàn giao nha mọi người. Còn nếu như anh chị mà ở gần như là khu vực lân cận ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận thì bên em sẽ trực tiếp bàn giao và quay video để đăng tải lên để anh chị và các bạn cùng trải nghiệm chất âm của bên em bàn giao những dòng loa đi cho những khách hàng rồi nha mọi người. Thì một dòng loa là bên em chỉ làm mấy clip thôi để đăng thôi, chứ nếu mà làm hết thì rất là nhiều, không làm thế nào làm hết nha mọi người. Đăng lên để anh chị biết là dòng loa đó là chất âm như thế nào và như thế nào thôi, chứ không phải là bàn giao loa nào cũng quay. Và bây giờ em sẽ đi vào phần test chất âm luôn nha mọi người. Thì dòng loa này trước khi mà lắp ráp xong cũng như là căn chỉnh là bên em đã test chất âm rất là kỹ càng cho anh chị rồi. Còn bây giờ là chỉ test lại chất âm để mà quay video và gửi video test chất âm trước khi mà bàn giao về cho anh chị nha mọi người. Rồi, thì dòng loa này sẽ có mức giá là 33 triệu nha mọi người. Mã của nó là PN3300. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm nha mọi người. Thì anh chị ở xa vui lòng dùng tay nghe để chúng ta cảm nhận chất âm của dòng loa này phát ra nha mọi người. Còn anh chị nếu mà ở gần shop thì đến trực tiếp shop và trải nghiệm chất âm thực tế nhất nha mọi người. Tại vì âm thanh anh chị nghe qua điện thoại là nó sẽ khác, cũng như là âm thanh quay lại từ điện thoại nó sẽ khác so với âm thanh anh chị nghe thực tế nha mọi người. Rồi, và sau đây xin mời anh chị và các bạn cùng lắng nghe chất âm của dòng loa này phát ra nha mọi người.
Vâng, thì video hôm nay là bên em chỉ test nhạc để trước khi mà bàn giao cho mọi người, còn chi tiết thì anh chị có thể xem dưới phần mô tả hoặc là gõ từ khóa tìm kiếm là review chi tiết loa PN3300 hoặc là test chất âm karaoke là sẽ có những video bên em test karaoke và review chi tiết. Còn hôm nay là chị bên em chỉ test chất âm thôi nha mọi người. Và anh chị có đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại được để trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả, bên em có để lại phần mô tả về thông tin loa cũng như là thông tin liên hệ và số điện thoại tư vấn để bên em tư vấn cho anh chị nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.